Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có hai cái máy bóng quýt mình review giới thiệu các bạn ha. Thì cái này mình mới về. Còn cái này thì bữa mình có video ở trước rồi, nhưng mà khách đặt rồi nhưng mà giờ chưa lấy, thì giờ mình review lại cho bạn xem ha. Thì cái này hai cái này đều là 12V hiệu của Ryobi ha. Nó như cái này chứ đi. Cái này thì cầm rất là chắc tay ha các bạn. Đó. Cầm rất là chắc tay ha, còn khá là mới ha các bạn. Chung máy là chạy hoạt động nghiêm chỉnh ha, hoàn hảo hết ha các bạn. Để mình hạ cái đèn xuống một xíu, như thế nó bị chói quá. Đó. Thì cái này hoạt động nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Điều tốc nè. Thắng ha, đảo chiều, điều tốc nè. Thắng ha. Rồi, mình sẽ test thử bắn quýt cho các bạn xem ha. Cái này mình bán với giá 1 triệu nha các bạn. Bữa đó anh kia lấy nhưng mà giờ mình gọi lại thì anh không lấy nữa. Thì bạn nào lấy thì liên hệ mình. Giá 1 triệu, giá chưa bao gồm ship các bạn. Rồi, bây giờ mình bắn quýt thử cho bạn xem ha. Quýt 5 phân nha các bạn. Quýt 5 phân. Có thước đây mình đo thử cho bạn xem. Đợi mình xíu. Rồi, giờ mình bắn thử cho bạn xem nha. Quýt 5 phân. Sorry các bạn, mình nghe điện thoại cái nha các bạn. Alo. Alo. Cái khoan hả, 3 ngày trước cái khoan Hitachi hả anh? À, cái đó em bán rồi anh ơi. Dạ. Dạ dạ, chắc anh follow cái kênh mai mốt chắc hàng về nữa, có gì anh coi ha. Ủa anh có xài bắn quýt không em? Bắn quýt không hay là anh xài khoan? À gì hả? Rồi rồi ok. Dạ chào anh. Rồi giờ mình bắn thử cho bạn xem ha. Quýt 5 phân ha bạn. Gỗ cứng ha bạn. Một tay luôn. Khá ngọt ha bạn. Máy này cái là cái búa nó mạnh lắm. Cái này nó đặc biệt một cái là cái hộp số nó nè, nguyên một cái là lóc bằng sắt nó vô tới trong đây luôn, bạn thấy không? Nó nằm coi cây này nó đặc biệt, nó kết cấu nó rất là chắc chắn đây nè, nguyên hộp số nó dọn vô tới đây luôn. Đó. Cái hộp nhông á. Rất là mạnh ha. Rất là khỏe, cây này rất khỏe luôn. Chỗ luôn nè các bạn. Đó. Cái này rất là khỏe luôn á. Cái này với giá 1 triệu rất là rẻ luôn nha các bạn. Không mắc đâu nha các bạn. Nội cục pin mình đóng là hết 500 ngàn rồi sạc nữa. Nói chung là cây này rất là rẻ nha, 1 triệu. Lực bắn rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Này rất là phù hợp các bạn đi công trình ha. Rồi giờ mình test thử. Như ví dụ các bạn đã bắn ton thì bạn thường sử dụng con ốc này. Ốc này hình như là 4 phân thì phải. Đúng rồi, 4 phân nha các bạn. Nè, ốc nào bắn ton nè. Thì giờ mình bắn ton cho các bạn xem. Ví dụ như cây này cây xà rồ nha. Ví dụ như cây xà rồ của các bạn ở đây. Bạn bắn, một tay bắn luôn nha các bạn. Lực rất mạnh ha. Đó. Lực bắn rất mạnh. Các bạn bắn hai tay là quá khỏe luôn ha. À. Nói chung cây này là cái mũi không gơ lắc luôn nha bạn nè. Các bạn nhìn nè, thấy không? Chạy bạn thấy độ đồng tâm nè. Đó. Nói chung là cây này rất là ok đây. Rồi, cái đầu tiên các bạn.
Cây này là 1,1 triệu máy pin sạc nha, pin 4A sạc 2A đó. Tiếp theo ha, cây tiếp theo cũng cây Ryobi ha. Cây này mình chưa lên pin, bạn nào mua mình sẽ lên pin ha. Chung pin, nó xài chung pin dưới cây này ha, cây này cũng chung pin. Cái model nó là DIP1220 ha. Cây này còn rất là mới nha đó, bạn thấy những cái đầu nó nè ha, cao su thì đây nó bị chóc miếng thôi nhưng không ảnh hưởng gì hết trơn, nhưng mà các bạn thấy nè, nó tem nó nè, rất là ok nha. Dòng Impact Driver, River Driver ha, nói chung là mình tiếng Anh thì hơi dốt, nói chung đọc cho bạn thấy ha. Đây 12V luôn ha, cầm rất là chắc tay nè, cây này là rất là mới nè, điều tốc nè đó, trắng nè. Cây này cái đầu là chắc chắn luôn ha các bạn, không gơ miếng nào luôn nha các bạn. Nè, bạn nhìn độ đồng tâm nè. Rồi giờ mình bắn thử cho bạn xem. Bắn gỗ trước. Cây này thì bữa trước mình bán mấy con rồi ha các bạn. Nói chung là hai con này đều là không có đèn hết nha các bạn. Mạnh nha các bạn. Đó. Rất là khỏe, máy rất là khỏe nha. Đó. Con này thì mình bán với giá là 1,1 triệu nha các bạn. Máy pin sạc mắc hơn con này 100.000 nha. Tại con này nó hơi xấu hơn xíu thôi. Hai con lực bắn giống nhau nha các bạn, rất là mạnh luôn. Ok, giờ bắn vít tự khoan nha. Các bạn, để mình sẽ bắn con vít này thử. Rồi, vô con vít đâu tiêu rồi. Cái đầu này, hai cái đầu này, máy này rất là ngon luôn, nó không gơ miếng lắc miếng nào luôn. Ôi dù. Mình bắt qua cái đầu này, cái mũi này của mình nó không được chuẩn lắm nên nó hơi bị quơ ha. Cái mũi mà sorry các bạn, đây nó dính một lớp lớp ấy nên nó bị kê lên, nó không có ôm chuẩn nè nên nó quơ. Chỗ nha các bạn, chung hai con này bắn rất là ok nha các bạn. Giá bộ đỏ này là 1,1 triệu các bạn, như là thông lệ bình thường bán nha các bạn, 1,1 triệu nha. Này 1 triệu, máy pin sạc pin 4A sạc 2A hết ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn xem nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Để xem những cái video tiếp theo thì các bạn like, subscribe ha. Tại subscribe các bạn bấm cái nút chuông kế bên á, thì khi mà mình đăng clip lên thì nó sẽ hiện thông báo bên chỗ bên điện thoại của bạn, thì bạn sẽ xem liền, thì bạn sẽ thấy được những cái con máy ưng ý cho các bạn ha, thì bạn chọn lựa ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, chào tạm biệt các bạn.